hậu scandal, Trường Giang chụp hình với gái tỏ thái độ ra mặt, nhưng nhìn cánh tay phản chiếu trên gương mới giật mình. Có lẽ nam danh hài đã quá sợ hãi, kể cả chụp hình với gái cũng không còn vui tươi như trước. Sau scandal hẹn hò với nam em, hiện tại Trường Giang vẫn im lặng trước công chúng. Một số tin đồn cho rằng Nhã Phương đã quyết định chia tay Trường Giang và nam danh hài đang cố níu kéo cuộc tình bằng mọi cách. Mới đây, một nữ ca sĩ ít tên tuổi bất ngờ đăng tải một hình ảnh chụp với Trường Giang. Điều đặc biệt là khác với vẻ bình thường, cứ gặp gái là ôm chặt, lần này nam danh hài lại chỉ có biểu cảm khá xa cách, cười trừ không thân thiện giống như trước kia. Một nữ ca sĩ ít tên tuổi bất ngờ chia sẻ hình ảnh chụp cùng với Trường Giang. Biểu cảm nam danh hài không quá vui mừng, thậm chí còn có vẻ khó chịu. Đặc biệt, nhiều người còn soi được chỗ đẩy tay của Trường Giang qua tấm gương phía sau. Bình thường cứ chụp hình với gái là ôm chặt, nhưng lần này lại khác. Có lẽ nam danh hài đã học được bài học thích đáng từ nam em nên không dám đụng chạm đến nữ ca sĩ kia. Tuy nhiên, có một số người cho rằng hình ảnh trên của Trường Giang chưa phải là mới lắm, khi hiện tại một số fan ruột nam danh hài đã cạo đầu, khác hẳn với mái tóc dày cộm phía trên. Trường Giang dù diễn cùng ai, nhưng cứ có gái là ôm hôn quá đà, cánh tay lúc nào cũng đụng chạm đến bạn diễn. Cứ ôm là tay Trường Giang tự động bắt đúng chỗ.